xác định được bài rất là nhanh, cực kỳ kinh điển, vô cùng tâm đắc, bách chiến bách thắng trong các bài GPT đọc hiểu của N1. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhi Sensei và chắc hẳn các bạn đã biết mình thông qua video 3 phút đọc hiểu N1 rút xương cá. Trong video này, Sensei sẽ giới thiệu cho các bạn một cuốn sách đọc hiểu N1 mà Sensei vô cùng tâm đắc. Vậy thì nói có sách. Ta-da! Và chúng ta đã có sách rồi các bạn ơi. Trong cuốn sách này của chúng ta có 3 điểm mà Sensei cực kỳ tâm đắc. Thứ nhất, kiểm soát thời gian đọc làm bài, phân tích cấu trúc bài đọc và chọn lọc thông tin trong bài. Và đặc biệt, khi tham gia lớp tích hợp mùa này, các bạn sẽ được tặng ngay cuốn sách Đột KNG Master và giảm ngay 900k khi mọi người đăng ký thật là sớm mọi người nhá. Mọi người nhớ là đăng ký luôn nhá. Hãy comment ngay Đột K ở dưới video này để nhận được voucher khi đăng ký khóa học nhá. 9 buổi đọc hiểu logic cùng cuốn sách Đột KNG Master. Và để buổi bắt đầu của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một câu hỏi thú vị lúc đầu giờ như sau. Theo các bạn, trong đoạn văn, trung văn và trường văn thì câu hỏi nào là câu hỏi thường được ra đề nhiều nhất và cũng là câu hỏi khó nhất? Trong phần nội dung này, Sensei sẽ có hai câu hỏi cực kỳ kinh điển mà có lẽ nhiều bạn đã gặp phải. Thứ nhất là câu hỏi この文章の内容として最も適当なものはどれか? Câu hỏi số 2 chính là この文章で筆者が最も言いたいことは何か? Chắc chắn hai câu hỏi này mọi người sẽ ngay lập tức thấy rất là quen, đúng không ạ? Và với hai câu hỏi này là hai câu hỏi mà rất nhiều học sinh đã gửi câu hỏi về cho Sensei và nói rằng là em không biết phải xử lý câu hỏi này như thế nào và làm thế nào để ta có thể biết đâu là nội dung chính đoạn văn. Để xử lý được vấn đề này, Sensei hôm nay sẽ gợi ý cho các bạn một nội dung cực kỳ quan trọng, đó chính là Bunsho no Shikumi. Ở đây chúng ta sẽ có từ Shikumi nghĩa là cấu trúc, và cụ thể trong cuốn sách mà Sensei vừa giới thiệu sẽ được gọi là cách hành văn. Và với các cách hành văn được đưa trong cuốn sách, chúng ta sẽ có thể xử lý được ngay lập tức hai câu hỏi mà chúng ta đặt ra lúc đầu giờ. Vậy thì sau đây mọi người sẽ cùng với Sensei tìm hiểu xem là cách hành văn trong các đoạn văn của đọc hiểu GPT N1, chúng ta sẽ có mấy cách hành văn các bạn nhé. Trong này chúng ta sẽ có tổng tất cả là 3 cách hành văn như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có tai hi. Tai hi này có nghĩa là so sánh. Dạng văn so sánh sẽ là chúng ta sẽ so sánh một cái sự việc A, một sự việc B, hoặc là so sánh giữa ngày xưa và bây giờ, so sánh giữa người lớn và trẻ con. Đây chính là dạng văn so sánh. Loại số 2 của chúng ta chính là loại ikei. Và loại này của chúng ta cực kỳ thông dụng, đúng không ạ? Chúng ta hay nghe cụm từ ikei với cái ý nghĩa là cách nói khác. Và ngay lập tức chúng ta sẽ có hokka no kotoba de ikei được, là chúng ta sẽ thay thế một cái từ trong đoạn văn thành một cách nói khác hoặc một từ khác, và cái ý nghĩa không thay đổi. Cuối cùng là dạng hiyu. Hiyu của chúng ta chính là ẩn dụ. Và loại này của chúng ta, ý nghĩa của nó sẽ là mình đang ví von, tatoe được một cái sự việc A, một sự việc B. Ví dụ chúng ta gặp một cô gái đẹp, chúng ta có thể nói là đẹp như tiên. Đây chính là 3 dạng cách hành văn chính mà sẽ có ở trong cuốn sách của chúng ta để giới thiệu cho các bạn, giúp các bạn có thể bách chiến bách thắng trong các bài GPT đọc hiểu của N1. Và sau đây chúng ta sẽ đến ví dụ đầu tiên cho cái nội dung ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tập trung chỉ học vào nội dung về tai hi, tức là so sánh các bạn nhé. Trong phần nội dung so sánh này, ở phần bài cấu trúc so sánh thì Sensei sẽ có một cái phần lưu ý lúc đầu giờ. Trong phần lưu ý này, thứ nhất khi mọi người làm, mọi người cần phải chú ý Sensei vào đâu ạ? Vào liên từ trong bài văn mọi người nhé. Chúng ta còn chú ý vào đâu nữa? Ngữ pháp để phân tích được cái bố cục của bài, để xem mình xem bố cục của bài là có những phần nào và nó chia làm mấy phần. Tiếp theo, nội dung số 2 là chúng ta cần phải tóm tắt sơ qua nội dung. Nhưng phần tóm tắt này sẽ để trong đầu các bạn thôi. Cái này chúng ta sẽ học tóm tắt dựa trên việc gì ạ? Là mình sẽ rút xương cá, được không ạ? Hay, và cuối cùng là mình chú ý đến những cái cấu trúc thể hiện cái từ tai hi này. Vậy thì sau đây chúng ta sẽ làm ngay một cái ví dụ để các bạn hiểu hơn về việc là chú ý như thế nào mọi người nhé. Hay, ok, bắt đầu chúng ta sẽ vào một đại chi ạ. Trong một đại chi này có những cái phần từ mới như sau. Một thì có từ là cà phu trộ. Từ cà phu trộ này ý nghĩa của nó sẽ là người bố làm trụ cột gia đình. Bạn nào đang xem video có thể nốt ngay vào trong vở của mình các bạn nhé. Số 2 chúng ta sẽ có cụm từ là mie ra được tè, là đôi tay, đúng không ạ? Tay này tay gì ạ? Là tay không nhìn thấy. Chúng ta có thể dịch là bàn tay vô hình hoặc là thế lực vô hình, được không ạ? Tiếp ạ, sang từ số 3 mình có từ là bì mê. Từ bì mê là chữ Mỹ, viết danh. Mình cái dịch câu này sẽ là mỹ từ hoặc là cụm từ đánh giá tốt. Cuối cùng chúng ta sẽ có từ katsuji. Với từ katsuji này của chúng ta thì sẽ dịch là chữ in mọi người nha. Và đây chính là các nội dung mà chúng ta có thể là từ mới trong bài sắp tới mình chuẩn bị làm.
Và đây chính là bài chúng ta đang chờ đợi đây ạ. Bài này trông nhìn qua thì có vẻ hơi nhiều chữ, đúng không ạ? Và với nội dung của bài này thì trước tiên, việc đầu tiên mình phải chú ý vào câu hỏi trước. Thì dạng câu hỏi này đúng như dạng câu hỏi mà Sensei vừa giới thiệu cho các bạn xong. Đó hỏi là đáp án nào dưới đây là đáp án mà có nội dung phù hợp với nội dung của bài. Vậy thì có nghĩa là bài này mình cần yêu cầu nhiệm vụ của chúng ta là gì các bạn? Nhiệm vụ của chúng ta là mình phải nắm được ý chính. Và bước số 2, khi mình làm cái này, mình sẽ cần phải nhìn hộ Sensei vào 4 đáp án trước. Mình sẽ thấy được là câu 1, câu 2 giống nhau ở vị trí nào? Im ạ, được không ạ? Và đằng sau giống nhau tiếp phần nào ạ? Ni natte ru, ni kiku natta. Vậy thì rõ ràng câu 1 của chúng ta, chủ ngữ của mình sẽ là bây giờ. Và đuôi của nó đều nói về sự thay đổi, đúng chưa ạ? Sang câu 3 và câu 4 mình so sánh ngay, mình thấy có từ ware ware là chủ ngữ. Và đuôi của câu chúng ta sẽ có từ là beki de aru, nghĩa là một cái lời khuyên nào đấy. Khi mà chúng ta phân tích được cái câu trả lời như vậy, kẹo nữa lúc mình lên bài mình đọc ấy, mình sẽ xác định được bài rất là nhanh. Và sau đây chúng ta sẽ cùng với Sensei vào trong nội dung của bài này. Bước 1, mình nhìn lướt qua cái bài này, thấy chưa ạ? Bước 2, mình chú ý hộ Sensei vào các liên từ. Và sau đây Sensei sẽ để cho mọi người sang một cái phần slide khác, mọi người sẽ dễ nhìn hơn về cách thành văn mọi người nhá. Đây ạ, đây chính là phần nội dung bài của chúng ta. Trong cách thành văn này, lớp mình có nhìn thấy một số cái liên từ xuất hiện trong bài không ạ? À, thứ nhất Sensei nhìn thấy một cụm từ cực kỳ quan trọng là cụm từ katsute ạ. Katsute của chúng ta có nghĩa là ngày xưa, đúng không ạ? Ngay lập tức ở cuối câu này mình sẽ xuất hiện một từ là từ ga, là nhưng. Tiếp tục ạ, sau chữ ga mình tiếp tục nối câu này là có ima. Vậy cái cấu trúc trong câu này sẽ là katsute wa nani nani ga và ima wa. Câu này mình ngay lập tức thể dịch là ngày xưa thì thế này, nhưng bây giờ thì khác rồi. Và thông qua đó cô còn nhìn thấy những thông tin như kiểu soして, tiếp ạ, đà, tô, sự, tổ đều là những cái liên từ thể hiện sự để tiếp nối, và nó sẽ giải thích kỹ hơn cho phần nội dung phía trên. Vì vậy trong câu này mình nhìn thấy ngay cấu trúc hành văn của chúng ta sẽ là một cấu trúc mà đang so sánh giữa ngày xưa và bây giờ, đúng chưa ạ? Và ngay lập tức chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc hành văn này thì mình có thể đoán được là nội dung ý chính của chúng ta sẽ nằm trọn vẹn từ cái phần im ạ đến hết luôn. Lý do là gì? Tất cả mọi thứ đều không quan trọng trước chữ nhưng, nên là ý chính của tác giả muốn nói nó sẽ tập trung hoàn toàn từ phần im ạ đến hết ạ. Vậy chủ đề mà sắp tới chúng ta cần phải đọc chính là chủ đề về im ạ. Và quay lại phần nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ cùng với Sensei vào phân tích các nội dung này mọi người nhé. Để học kỹ hơn, cô sẽ làm một cái bước, đấy là bước rút xương cá. Tức là mình sẽ rút những nội dung chính, những cái nội dung mà gọi là xương của con cá trong những cái câu này. Và quay lại phần câu hỏi của chúng ta, vừa nãy Sensei đã phân tích cho các bạn. Thì ở phần câu hỏi này, chúng ta sẽ có câu 1 và câu 2 có chung chủ đề, đúng không ạ? Chủ đề của chúng ta trong câu 1, câu 2 là im ảo ạ. Đến câu 3, câu 4 chủ đề là ware ware wa. Vậy theo như chúng ta vừa phân tích về chủ đề của đoạn văn vừa rồi, thì mọi người thấy là chủ đề câu này sẽ rơi đáp án mấy ạ? À, chắc chắn đáp án sẽ là số 1 hoặc là số 2, đúng chưa ạ? Ở phần nội dung này Sensei nhìn thấy là có ware ware là chúng ta, và cuối câu đang có lời khuyên. Nhưng mình quay lại bài một xíu mọi người nhé. Trong bài của chúng ta mọi người nhìn các cái đuôi từ phần im ạ trở về sau, đúng ạ? Là dewanai này, dearu này, sareteiru này, bên dưới có hodo dearu, cuối cùng là no dearu. Rõ ràng trong phần nội dung này không hề có bất cứ một lời khuyên nào từ tác giả, cho nên là khi mà chúng ta chọn đáp án, chúng ta có thể thấy rõ ràng được là câu 3, câu 4 có thể nói đáp án được luôn. Chúng ta sẽ tập trung vào câu 1, câu 2 là chủ đề chính, là omona thema của toàn văn này. Vậy thì chúng ta sẽ nhìn so hộ Sensei và đuôi của nó trước mọi người nhé. Đuôi của câu 1 của chúng ta nói là yoi ni natte ru, đúng không ạ? Là trở nên dễ hơn ạ, dễ dàng hơn. Câu 2 chúng ta sẽ có mochi ni kuku natta, là trở nên khó khăn hơn. Thế thì kẹo nữa sang bài chúng ta sẽ tập trung hộ Sensei và xem là nội dung này khó hay là dễ mọi người nhá. Ok ạ. Thế nên chúng ta sẽ trước khi vào phần nội dung sâu thì chúng ta sẽ cùng với Sensei vào phần nội dung tiếp theo là phần bài chính của chúng ta để mình phân tích một cách cụ thể và rõ nét hơn. Thì đây ạ, nội dung của chúng ta bắt đầu từ phần im ạ đến hết phần dưới này ạ. Bây giờ mọi người thử tìm hộ Sensei cái khu vực nào là khu vực đang nói về việc là trở nên khó hay trở nên dễ ạ. À, chắc chắn là các bạn đã soi được ra từ rồi đúng không ạ? Mình nhìn lướt từ đầu đến cuối, mình nhìn lướt qua mắt mọi người nhá. Đây ạ, lướt hết các thông tin này. Thì cô nhìn thấy đây có từ là Muzukashi, đúng chưa các bạn? Thế thì ngay lập tức các bạn sẽ bắt được vào từ này ạ. Bắt được từ Muzukashi nằm ở đây ạ. Vậy thì câu này sẽ nguyên văn là Muzukashi jidai wa nai no de aru. Chúng ta sẽ hiểu ngay là đây không phải là cái thời đại mà khó, đúng không ạ? Thế thì nó đang ghi là Muzukashi jidai wa nai,
vậy theo các bạn mình sẽ chọn đáp án mấy trong nội dung đáp án này? Nào bây giờ ta sẽ chọn là dễ hơn hay là chọn khó hơn? À, cô đi đoán là các bạn chắc chắn mọi người sẽ chọn đáp án số 1 đúng không ạ? Là yoi ni natteru. Đúng nhé, bởi vì chúng ta ghi là muzukashii jidai wa nai. Tuy nhiên thì mọi người ơi, câu này các bạn người chưa nhìn kỹ. Nếu bạn nào mà không nhìn câu này các bạn có thể bị hiểu nhầm các bạn nhé. Mình nhìn lại câu này của sensei ạ. Khi chúng ta xác định từ muzukashii này, đừng có vội vàng đọc mỗi thông tin jidai wa nai, mà câu hỏi cần đọc chính là bắt đầu từ vấn đà tô sư tử tổ. Đúng nhé. Nếu mà như vậy thì làm sao ạ? Chúng ta sẽ có Gendai horo jibun no shiutai se kachikan o kizuki ageru no ni muzukashii jidai wa nai. Câu này chúng ta cấu trúc là horo wa nai lắm mình ạ. Có nghĩa là gì ạ? Không có một thời đại nào khó như bây giờ. Nghĩa thời đại này là khó gì ạ các bạn? Là khó nhất ạ. Vậy câu này có thể hiểu là Gendai wa ichiban muzukashii jidai desu, là cái thời đại mà khó nhất để làm chuyện đấy. Vậy thì rõ ràng câu này từ chúng ta quan tâm chính là từ muzukashi, và đáp án chúng ta sẽ là rơi vào đáp án muzukashi. Thời bây giờ là một cái thời kỳ mà chúng ta bị chi phối bởi thông tin mà thay vì là đạo đức hoặc là quyền lực, đúng chưa ạ? Và nó sẽ trở thành một cái thời kỳ mà chúng ta rất là khó để có cho mình một cái giá trị quan độc lập, đúng không ạ? Một cái giá trị quan mà chủ thể của chính mình, là của riêng mình đấy. Thế thì rõ ràng trong câu này mình có hai ý. Ý số 1 là bị chi phối bởi thông tin, và ý số 2 là trở nên cảm thấy khó hơn. Vậy cô Nhi sẽ cùng các bạn vào phần nội dung số 2, là phần nội dung chứng minh lại một cách đầy đủ hơn, và sẽ có gọi là phân tích nội dung một tí mọi người nhá. Hai, trong phần nội dung này mọi người sẽ có thể xem sẽ chia trong bài ra. Trong bài sẽ chia, thứ nhất chúng ta sẽ có chia mục đầu tiên là mục đặt sư tê đã phân tích vừa nãy rồi, là nói về ngày xưa. Thì phần ngày xưa này mọi người nhìn cô Nhi rút xương cá mọi người nhá. Thời ngày xưa này, cái thứ mà đúng không ạ? Cái thứ mà làm sao ạ? Cái thứ mà kỳ xê chúng ta. Ở trong câu này thì cái thứ tiếp theo chúng ta sẽ có phần nội dung bên dưới là đế áp tà gà. Cái thứ mà đang chi phối chúng ta là những thứ như. Những thứ như là gì ạ? Như là mồ ra được là một, tức là gì? Là đạo đức. Thứ hai là gì đúng không ạ? Quyền lực là hai, đúng chưa ạ? Và những cái quyền lực và mồ ra được là những thứ làm sao? Nhìn thấy được bằng mắt. Vậy từ thông tin này cô sẽ rút ra được một cái tóm tắt như thế này ạ, phần mà tôi mê bên dưới như sau ạ. Imawa me ni mieru kenryoku ya moraru ni kise sarete ita. Thời ngày xưa chúng ta bị chi phối bởi những thứ như đạo đức và quyền lực, và cụ thể là nó nhìn được bằng mắt mọi người nhá. Còn bây giờ thì khác ạ, đúng chưa ạ? Mình sẽ đoán được là bây giờ im lặng chúng ta sẽ khác. Thời bây giờ chúng ta thế nào ạ? Mình bắt đầu rút xương cá này. Cái thứ chi phối chúng ta ngày nay đúng không ạ? Thì làm sao ạ? Me ni mieru mono de wa nai, không phải thứ nhìn vào mắt được mọi người nhá. Hay, và ngay thông tin sau đó chúng ta nhìn tiếp ạ, mình có cụm từ là mieru te đã phân tích vừa nãy là đồ bàn tay vô hình, nó có ghi là joho toyu. Vậy thì cái thứ mà họ đang nói đây là không nhìn bằng mắt và chính là thông tin. Mình đã có ngay câu này để chúng ta chứng minh rồi. Tiếp tục ạ, ở dưới mình có joho wa watashitachi wa ugokasarete ru. Chúng ta đang bị chi phối bởi những thứ như là thông tin. À, thế thì con nghĩa là cả đoạn này nó rút được thông tin gì ạ? Đoạn này con sẽ rút được thông tin là ima wa me me ni mienai joho ni shihai sarete ru. Chúng ta đang bị thông tin chi phối. Cái câu này nhá, nó chính là cái nội dung mà người vừa đọc được đúng với sensei đấy, đúng không ạ? Hai, tiếp đến phần này cô sẽ gộp lại hai cái để được phân tích nốt đoạn cuối ạ. Đoạn cuối bắt đầu từ phần soste đến hết cái phần là nodea được, đúng chưa lớp mình? Và ở đây chúng mình sẽ có là bổ sung thêm và, đúng không ạ? Và làm sao ạ? Và đến mức mà mình không nhận ra, mình không thừa nhận cái điều đấy, mình không thể thừa nhận được. Hai, và bây giờ chúng có chính vì vậy không có một cái thời kỳ nào mà khó để xây dựng một cái giá trị quan, hoặc là một cái làm sao ạ, một cái tính gọi là cái tính chủ thể của chính bản thân mình khó như thời đại này. Tức là thời đại này là thời đại khó nhất. Mình dịch câu này nôm na là thời đại này là thời đại khó nhất để xây dựng được cái bên trên, đúng chưa ạ? Mình rút ra được thông tin này ạ. Vậy thì bây giờ gộp thông tin mọi người nhá. Bài chúng ta đang muốn hỏi về im ạ là chủ đề chính, đúng chưa ạ? Ý một của chúng ta chính là chúng ta bị chi phối bởi thông tin, đúng chưa mọi người? Và không bị chi phối bởi gì ạ? Và không còn bị chi phối bởi cái này nữa, bởi cái thứ mà chúng ta nhìn vào mắt nữa. Và cái thời đại này thì làm sao ạ? Trở nên khó để xây dựng giá trị quan.
Đây là những cái mình cần mọi người nhá. Mình quay lại phần đáp án đây thì mọi người chứng minh cùng với CC có đúng không nào? Câu 2 đúng không? Câu 2 đây ạ. Thời ngày nay thì làm sao ạ? Thì trở nên bị chi phối bởi thông tin. Thay cho hai cái này. Đúng chưa? Chuẩn chưa? Và câu cuối là trở nên khó để có giá trị quan hơn. Đúng chưa ạ? Thế quá chuẩn luôn. Chúng ta làm bằng cách nào nó vẫn ra. Đúng không ạ? Mọi người thấy là cái cách đầu tiên khi mà Sensei làm theo kiểu Shikumi là cái cấu trúc đoạn văn ấy, mọi người thấy rõ ràng là rất là nhanh. Mình có thể làm cách hai là mình rút xương cá, mình rút dần hoặc là mình đọc hết cả bài cũng được. Nhưng mà cách đấy của chúng ta nó sẽ kiểu mất thời gian hơn một chút. Vì vậy bạn nào mà chúng ta đi thi mà chúng ta vẫn đang trong cái trạng thái là kiểu như là làm đọc không hiểu gì thì chúng ta có thể áp dụng cái cách hành văn này vào để cho các bạn dễ tiếp cận bài hơn. Ở đây Sensei nhấn mạnh là dễ tiếp cận bài chứ không phải là hoàn toàn chúng ta không cần phải đọc một tí nào để mình chọn mọi người nhá. Ok, thì câu này đáp án chính xác của mình là nhì bảng, đấy chưa ạ? Rồi ạ. Tiếp theo nữa sang đến phần môn đai 2. Môn đai 2 Sensei sẽ có một cái bài đọc hiểu như sau ạ. Bài này thấy cũng có nhiều chữ giống bài trước nhỉ? Hai bài này của chúng ta ngay từ đầu bài đã có từ America rồi. Trước tiên cô Nhi sẽ cùng với các bạn vào phần nội dung trước nhá. Câu hỏi là câu hỏi kinh điển đây ạ. Câu nào sau đây thì nó sẽ phù hợp với cả nội dung luận văn. Và việc đầu tiên cô Nhi với các bạn sẽ cùng nhau phân tích bốn đáp án trước rồi chúng ta tính sau, được không? Hai. Câu đầu tiên thì chúng ta sẽ có Nihon desu. Câu 2 có Nihon desu. Is that đang nói về Nhật Bản đấy. Tiếp ạ. Câu 3 câu 4 giống nhau là đều là America desu và America desu. Thông qua đây chúng ta đoán được trong đầu là bài này của chúng ta đang muốn tìm, tức là chúng ta cần phải tìm xem là ý kiến của tác giả hoặc là ý của luận văn đang nói về Nhật Bản, đang nói về Mỹ hay là đang nói cả hai. Đó, và chúng ta làm ý nào đúng hơn mọi người nhá. Rồi ạ. Và đây chúng ta sẽ có các thông tin rồi, bây giờ mình vào bài để mình xem. Đây, đây chính là phần phóng to của phần đáp án của chúng ta để mọi người dễ nhìn ạ. Bạn nào chúng ta đang xem video có thể dừng lại để chúng ta gọi là ngồi dịch qua một chút xíu cái phần đáp án này nhá. Hay. Rồi vào bài thì cô Nhi phân tích cho các bạn luôn trong các nội dung này. Thứ nhất cô Nhi được thông tin đầu tiên đã có những từ America. Đây ạ. America deva. Dừng ở đây một phát. Bên này chúng ta sẽ có taishite ni taishite. Đây là một cấu trúc mà nói về sự trái ngược đúng không ạ? Mỹ thì thế này, ngược lại thì Nhật Bản thì làm sao? Đây chính là từ Nihon đấy ạ. Tức là bài này ngay từ câu đầu tiên chúng ta đã nhìn được một cái nét, đó là nét tai khi là so sánh. Rất là rõ. Nhiều khi đi thi mọi người chỉ cần hiểu một chút thôi, mọi người rất là dễ chọn đáp án. Tiếp theo ạ, chúng mình sẽ có từ mata. Mata là kiểu thêm vào đó. Ai tiếp tục ạ? Nihon deva, America deva. Thôi, quả này là xong rồi, chúng ta nhìn thấy nhá. Câu số 1 là so sánh việc số 1. Câu số 2 là so sánh việc số 2. Mọi người đúng công nhận không ạ? Có nghĩa là có hai ý đang so sánh với nhau. Ai tiếp ạ? Câu số 3 là sarani. Tiếp tục ạ. Nihon jin no oku wa và America jin wa. Đây là ý so sánh số 3. Vậy thì cả bài này có tổng tất cả là mấy ý so sánh hả các bạn? À, mình sẽ có tổng tất cả là 3 ý so sánh. Tuy nhiên thì câu nào họ cũng so sánh như vậy, nên Sensei khuyên các bạn là chúng ta nên vẽ một cái sơ đồ nhỏ nhỏ trong não các bạn. Hoặc là bạn nào cảm thấy là khó tưởng tượng ấy, có thể giúp Sensei là mình vẽ hẳn ra trên giấy mọi người nhá. Được chưa? Chúng ta sẽ để một cái bảng, đó là một bên là America, còn một bên là Nihon. Ok, thì thông qua đây cô sẽ giảng tiếp cho mọi người, nó giúp cho mọi người cùng với Sensei nốt vào cái bảng đấy nhá. Hay, mọi người nhìn này, đây là ba đoạn và ba ý ạ. Ý số 1, đúng không ạ? Ý số 2 và ý số 3. Đó, đây là cái phần mà chúng ta vừa mới tìm ra được thông qua việc chúng ta soi về những cái cấu trúc tai hi. Ý 1, cái phần chốt nằm ở đây. Ý 2, phần chốt nằm ở đây. Và ý 3, phần chốt tiếp tục lại nằm ở đây. Đó, bây giờ ta rút xương cá nè, rút thông tin nhá. Câu số 1, America thì làm sao ạ? À, America nó bảo là họ sẽ đầu tư cá nhân. Đúng chưa ạ? Còn ý số 2 họ nói Nhật Bản thì làm sao? Có xu hướng là người ta sẽ huấn luyện, đúng không ạ? Huấn luyện đâu ạ? Huấn luyện mà để hết cho công ty làm. Ở đây chúng ta sẽ có cụm từ là cai sả phứ tăng. Đấy nhé. Có nghĩa là để công ty là cái người mà lo liệu, đúng chưa ạ? Hay. Và tiếp tục ạ, ý này sẽ túm lại một cái nội dung qua một cái bảng cho mọi người dễ nhìn nhá. Hay. Ở đây chúng ta sẽ nhìn được cái thông tin đầu tiên chính là đầu tư bản thân. Không như để bên tay trái luôn ạ. Tiếp vào bên này ạ, Nihon chúng ta đúng không ạ? Có thể có là đào tạo tập huấn ở công ty. Thế thì ngay từ cái này, mọi người vẽ được cái bảng như thế này này. Mọi người vẽ được bảng xong một cái thì mọi người cảm thấy là cái nội dung ấy rất là sáng, nó rất là kiểu như là rõ ràng. Nên là chúng ta cứ làm một Sensei theo cái bảng như vậy ở những cái ý 2 hoặc là ý 3. Nói mình nhớ, ok ạ. Nên quay lại phần nội dung bài vừa nãy.
làm tiếp ý 2 nhá. Ý 2 chúng ta nói là ở Nhật, lớp mình chú ý cái câu là ở Nhật là nó đảo bên trên ạ. À. Ở Nhật này. Ở Nhật thì làm sao ạ? Ở Nhật thì họ làm sao? Trả tiền, đúng chưa ạ? Dựa trên cái gì hả các bạn? Dựa trên cái gakureki, dựa trên noroku, dựa trên nenne. Tức là chúng ta sẽ được trả tiền lương hoặc chúng ta được trả tiền thông qua ba cái là năng lực, là tuổi và kinh nghiệm. Còn ở Mỹ thì sao? Ở Mỹ thì họ sẽ là trả tiền theo gì ạ? Theo đầu của công việc, theo từng cái công việc đó. Nên là câu qua câu này chúng ta lại tiếp tục vẽ tiếp vào sơ đồ của chúng ta vừa mới xong. Tiền lương America này là trả theo công việc ạ, đúng chưa ạ? Tiếp vào công việc này thì sao ạ? Là trả tiền theo năng lực, độ tuổi, bằng cấp. Lớp mình cẩn thận không nhầm bên nhá. Nhật Bản thì là cái này, còn America mới là cái này. Lúc chúng ta vẽ, chúng ta phải vẽ sơ đồ ra, không vì người viết ý, chúng ta sẽ cố gắng làm bạn bị gọi là bị loạn hoặc là họ cố lừa mình, đúng chưa ạ? Rồi ạ, quay lại bài tiếp theo sang câu cuối. Câu cuối mình có Nhật Bản tiếp này. Đây Nhật Bản đứng đầu này. Nhật Bản thì hầu hết là sao hả các bạn? À, họ đúng ạ. Thường là gì ạ? Bản thân cái người này thì từ cái lúc mà họ được gọi là tuyển dụng với tư cách là nhân viên chính thức business thì người ta sẽ gọi là được đảm bảo về cái mặt tuyển dụng. Tức là khi mà sinh ra được tuyển là nhân viên chính rồi thì sẽ làm đấy mãi luôn, được đảm bảo về mặt công việc, đúng không ạ? Thế còn ở Mỹ thì khác ạ. Người Mỹ thì đúng không, người ta sẽ quan tâm đến vấn đề là cái sự tồn tại của mình mang lại lợi ích như thế nào cho công ty đó, và mình sẽ làm được những điều gì. Tức là nó nói về cái gọi là cái giá trị. Thông qua đây mọi người lại tiếp tục điền hộ sen dê vào trong cái bảng của người nhá. Đây, ok, cái bảng ta được hai ý đây rồi. Ý số 3 này, America vừa học xong là mình sẽ làm sao ạ? Mình sẽ cố gắng tồn tại có lợi ạ. Vừa học cái nãy rồi đúng không ạ? Chính là cái sản lý tốt tệ Yuekina son dài. Và chúng ta sẽ đảm bảo công việc làm bằng cách này, là sự tồn tại của công việc là mình có sự tồn tại có lợi công ty. Còn Nhật Bản thì ngược lại là nhân viên chính thức thì đảm bảo công việc. Thế thì rõ ràng là mình thấy là cái bảng rất là rõ luôn. Thông qua bảng này mình có thể so sánh liên tục được hai cái này. Hay. Bây giờ mọi người so sánh xong rồi, bây giờ cô các bạn sẽ cùng với CJ vào phần phân tích đáp án mọi người nhé. Xem là mọi người đã làm một cái bảng như vậy thì đáp án nó có ra chưa nha. Hay, ok, mình đi tiếp nào. Câu 1 ạ, câu 1 là Nihon. Đúng chưa, lớp mình phải tập trung vào Nihon nhá. Nihon đất nước này, là Nhật Bản này. Nhật Bản của chúng ta sẽ là, tức là trả tiền lương mà dựa trên năng lực nende và gakureki. Đúng chưa ạ các bạn? Đúng ạ, đúng hay không thì xem bảng mọi người nhé. Rồi mình xem lại nào, bảng đúng không ạ? Nhật Bản là dựa trên ba cái này ạ. Đúng quá rồi, thông thì đúng. Tuy nhiên, cái việc mà giáo dục ở công ty thì không tiến hành. Bây giờ đúng câu 1 rồi, nghe đúng mọi người nhá, nghe đúng ạ. Thế cái 2 đúng hay sai ạ? Cái 2 sai. Bởi vì theo thông tin mình vừa mới nhớ được vừa nãy, đúng chưa lớp mình? Thì nó bảo là cái việc đào tạo và tập huấn là ở công ty luôn. Đó, rồi. Thế có nghĩa là cái câu 1 loạn lớp mình nhá. Đến sang câu 2 nào. Câu số 2 của chúng ta đó là tại Nhật, đúng không ạ? Thì người ta sẽ tổ chức những cái tập huấn hoặc là giáo dục tại công ty. Nghe đúng mọi người nhá, vừa làm xong. Thế từ cái lúc mà chúng ta được tuyển dụng vào thì chúng ta sẽ không được đảm bảo công ăn việc làm. Mọi người nhìn này, à tay là đê tê được hòa kê đế bạn nào, không có nghĩa là mình được đảm bảo. Đúng hay sai ạ? Cái này sai ạ. Bởi vì sao ạ? Trong bài của chúng ta vừa nãy rõ ràng còn nói chúng ta biết là họ chắc chắn, đúng ạ, sẽ được đảm bảo công ăn việc làm khi người ta được tuyển dụng. Hay, rồi tiếp tục bạn, chúng ta đi tiếp sang câu tiếp theo mọi người nhé. Câu số 2. Câu số 2 là ở Mỹ thì người ta sẽ gọi là tự công ty của chúng ta sẽ giúp chúng ta tập huấn để có cái thực lực này, và cái tiền lương của chúng ta sẽ câu này xin xin đọc đến đây là có thể thấy sai rồi. Câu này rõ ràng là ở Mỹ họ không có tập huấn ở công ty mọi người nhá. Chưa cần biết cái câu đằng sau nói gì nhưng mà câu đằng trước đã sai rồi, nên là câu này cô bỏ luôn ạ. Câu 3 bỏ. Hay, và cuối cùng là câu 4, nó bảo là ở Mỹ thì họ sẽ đầu tư vào cá nhân ạ. Thông thì là đúng không mọi người? Hai đầu tư cá nhân này. Và cái mình sẽ là cái người mà sẽ trở thành cái sự tồn tại mà có ích với công ty. Thông tin này mọi người cứ check lại một lần cái bảng có chắc mọi người nhá. Trong phần bảng vừa rồi chúng ta sẽ có thông tin bảng như sao ạ? Mỹ đây ạ, đầu tư cho bản thân, đúng không ạ? Và trở thành cái sự tồn tại có lợi cho công ty.
Đúng chưa các bạn? Rất là đúng, tức là nó không sai bất cứ một thông tin nào nữa. Vậy thì có nghĩa là câu này chúng ta chốt được đáp án đúng xác là mấy ạ? Đáp án chính xác chúng ta trong câu này là 4번 네. Hai, 다시 보다 và 4번 です. Câu này không biết các bạn nào làm đúng nguyên dây không? Né, mình cứ vẽ bảng ra mọi người nhá. Rồi ạ, tiếp tục ạ, mình luyện tập thêm bài nữa. Mình sẽ chuyển sang phần bài tiếp theo là bài số 3. Bài số 3 này của chúng ta sẽ có các phần từ mới một chút xíu. Thứ nhất là chúng ta có từ là Shinkansen-bo. Cụm từ này của chúng ta chính là tế bào thần kinh mọi người nhá. Từ số 2 chúng ta sẽ có cụm từ là Shinkansen-i ạ. Đây chính là dây thần kinh ạ, Seni là cái dây. Tiếp theo có từ là Soshi. Từ số 3 là dữ liệu và phần tử. Tiếp tục ạ, Shinkansen-mo chính là mạng lưới thần kinh. Số 5 mình sẽ có hai sen. Hai sen của mình có nghĩa là đường dây, các bạn nhớ nốt vào nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ có cụm từ là synapse. Từ này có nghĩa là khớp thần kinh hoặc là cái điểm kết nối ở giữa các cái thần kinh đó, được không ạ? Ok, thế mình sang bài thì bài này của chúng ta tiếp tục là một bài khá là dài. Thế thì mình cứ theo nhớ là đừng có sợ độ dài, mà chúng ta tập trung một sensei vào vấn đề là phân tích cấu trúc, phân tích cách hành văn của người ta để mình rất là dễ dàng nhận ra. Thì trước tiên ạ, chúng ta sẽ cùng với sensei vào phần câu hỏi để mình nắm xem là câu hỏi làm gì nhá. Câu hỏi là no to computer no niteru tokoro wa doko ka? Điểm nào là điểm giống giữa gì ạ? Giữa não và máy tính. Bài này nó hơi khác bài trên một tí. Bài trên của chúng ta là yêu cầu mình tìm cái điểm khác nhau hoặc là cái sự so sánh. Nhưng mà riêng bài này thì cần đi tìm cái gì ạ? Đi tìm điểm giống cơ. Là mình phải có cái sự tổng hợp hoặc là chúng ta tìm được những cái thông tin mà họ nói là A và B giống nhau ở đâu. Và bên dưới chúng ta là các điểm này. Điểm đầu tiên của chúng ta là gì ạ? Là cái việc mà nó được làm sao? Được liên kết với nhau như một mạng lưới. Và cái gì liên kết ạ? Các cái phần tử hoặc là các cái yếu tố quan trọng cơ bản sẽ liên kết với nhau như mạng lưới. Được chưa ạ? Đây là điểm số 1. Tiếp điểm số 2. Điểm số 2 là nó có thể ghi nhớ và tính toán được. Đây là điểm giống nhau. Tiếp điểm giống nhau số 3. Đó là nó giống nhau ở cái điểm là nó có những cái mắt xích, đúng không ạ? Sẽ liên kết với nhau như những cái khớp thần kinh. Và cuối cùng của chúng ta sẽ có câu 4. Câu 4 là nó giống nhau cái điểm là một cái công cụ, đúng không ạ? Giống như là một cái tờ giấy để ghi chép. À ok. Thế thông tin qua các cái thông tin này chúng ta thấy được rằng là chúng ta cần phải xác định về những nội dung nào nó giống nhau. Rồi mình đi tiếp cùng trên xe mọi người nhá. Hay. À, trong nội dung tiếp theo chúng ta sẽ nhìn được một số thông tin trên này, mình lướt qua đi ạ. Đây ạ, ngay từ đầu chúng ta sẽ có no to computer ạ, ni te ru no ạ. Hay, mình nhìn tiếp được thông tin nào nữa không ạ? À, cô nhìn được cái khu này ạ. Ryou sha ga ni te ru no ạ. Mọi người hãy lấy bút chì khoanh vào tất cả những cái đoạn nào mà chúng ta cảm thấy nó là đúng với cả phần nội dung mọi người cần phải tìm nhá. Hay. Rồi tiếp tục ạ. Dưới ạ. Computer to ni te ru no desu. Thế thì thông qua ba cái điểm này chúng ta có thể khoanh vùng được về những cái điểm giống và khác nhau của não và máy tính. Những cái chỗ nào mà có từ ni te được chỉ là đang giống đấy. Hay. Ok, phân tích tiếp ạ. Giữa bài mình có từ liên tục là shikashi ạ. Bên dưới mình có phát hiện là soshite là và. Hay. Và bên dưới mình có từ tsumari là túm cái quần lại. Vậy thì có vẻ là cái câu túm quần này là câu mà khá là hay đây. Cô như thế khoanh vùng nó lại. Mình thông thường cái từ tsumari ấy, đó là cái từ mà nó tổng kết, nó gọi là túm lại hết tất cả các ý bên trên. Hay. Và là câu này ạ. Và xem thử câu này mọi người nhá. Câu đã bảo là não này, đúng chưa ạ? Thì nó sẽ làm sao ạ? Được kết nối, có những kết nối giữa các khớp thần kinh với gì ạ các bạn? Hoặc là các tế bào thần kinh với nhau. Và nó được tạo ra như một gì ạ? Như một mạng lưới thần kinh khổng lồ đó mình nhá. Đó, túm lại, não là một mạng lưới thần kinh khổng lồ mà được coi như là một cái mắt xích và kết nối giữa những cái này. Tiếp ạ, đến câu số 2 nó bảo là và computer thì giống ở chỗ nào? Là computer cũng được kết nối bởi các cái hai sen, đúng không ạ? Là các cái đường dây. Mà làm sao? Là đường dây là các phần tử của cái máy tính đó. Cái từ chỗ này chúng ta sẽ có cái từ này như là một cái gọi là không phải là phần tử mà nó gọi là các cái con chip ấy, hoặc là các cái đường dây ở trong cái máy tính đó, đúng chưa mọi người? Thì rõ ràng là hai cái thông tin này giống nhau ạ. Vì vậy, thông qua đây mọi người chỉ cần đúng cái câu tsumari này là mình có thể đoán được nội dung, được không ạ? Đáp án câu này thì chắc là mấy ạ? Mọi người đoán xem ạ. Đáp án câu này sẽ là Ichiban. Nó giống nhau ở chỗ là đều được kết nối như một gì ạ? Một mạng lưới với nhau. Thế thì ở câu này là sensei đang giải cách rất là nhanh người nhá, thông qua cái cụm từ là tsumari. Còn bạn nào mà chúng ta muốn gọi là chữa kỹ hơn, chúng ta có thể quay lại một xíu. Mọi nhìn qua thông tin này, người ta bảo là bình thường người ta hay nói rằng, đúng không ạ, rất là nhiều người hay nghĩ rằng
là gì? Việc giống nhau của não và computer thì là tính toán và ký ức cự là ghi nhớ. Nhưng mà không phải, đúng chưa lớp mình? Nhưng một phát nghĩa là sai. Nên là cái thông tin số 1 là kê sang vào ký ức cự ra trùng gà. Đó, nó bảo shikashi cái gì đấy. Nó ghi là ryo sa wa ni te no wa shikumi desu. Cái thứ giống nhau của nó nằm ở cái shikumi, tức là cấu trúc, cấu tạo, đúng chưa ạ? Và cái câu tsumari này chính là câu đang nói về cấu tạo của nó đấy. Não thì nó là một cái mạng lưới dây thần kinh khổng lồ được nối các cái mắt xích và tế bào thần kinh với nhau. Còn câu dưới thì computer giống ở chỗ là được kết nối với các cái yếu tố, vô số các yếu tố, đúng không ạ? Vô số các cái phần tử nó kết hợp lại thành một cái đường dây. Đó, thì các cái thông tin này chúng ta có thể ôn tập lại thông qua phần từ mới mà chúng ta vừa mới học vừa nãy. Chúng ta xem lại những cái từ mà chúng ta vừa mới tìm vừa nãy mọi người nhá. Đây ạ, các bạn nhìn này. Đó, hai sen đường dây này, khớp thần kinh này, keshimo này, soshi dữ liệu phần tử này. Đó, thế đây là những cái mà các bạn vừa mới làm vừa nãy. Thì các bạn chú ý bộ sen dây là cái bài này của chúng ta rất là dễ nhận biết, được chưa ạ? Chốt bài này, cái phần đáp án của ta là đáp án số 1 mọi người ha. Đây, rồi tiếp tục ạ. Thì bây giờ trong này là cô Nhi đã vừa làm rất là nhanh, thì bây giờ sẽ đến cái phần là phần sơ đồ phân tích. Nếu bạn nào thích làm sơ đồ thì sơ đồ này chúng ta hoàn toàn có thể làm được, đó là mình cần đi tìm điểm chung. Thì bây giờ cô sẽ có phần 1, chúng ta sẽ có là no, đặt là no ạ. Tiếp theo là bắt đầu bên này là computer, được chưa ạ? Hai cái này là hai cái đang so sánh với nhau này. Bây giờ chúng ta cần đi tìm một cái là cái điểm chung và cái điểm khác nhau. Thì chúng ta sẽ có cái điểm chung là gì ạ? Ai ni te ru ten là ke sang hoặc là ki ok, nhưng đây là ipangro lớp mình nhất, là người bình thường hay nghĩ ạ, là người ta nghĩ ạ, người nghĩ, nhưng mà không phải là có shikashi nè. Thế thì cái điều chúng ta đúng là dưới này nè, là hisano hanon. Tác giả nói là kê sang ký ức cự là của não. Bên này chúng ta sẽ có não thì được tạo ra là một cái hệ thống thần kinh khổng lồ và được kết nối bởi những cái bên dưới, được chưa ạ? Bên này họ nói là bên này là đô cự, được chưa? Nó chỉ là một cái đạo cụ thôi, nhưng mà điểm giống nhau của nó là nó cũng được kết nối bởi rất là nhiều các cái phần tử dữ liệu bên trong. Thấy rõ ràng là cái này và cái này khác nhau, đúng chưa cả nhà? Còn hai cái này mới giống nhau, nên đáp án chúng ta sẽ nằm ở cái phần số 5 và số 7 kết hợp với nhau lúc này. Vậy là vẫn ra đáp án chính xác là Ichiban, đúng không? Rồi ạ, phần tiếp theo chúng ta sang là thực chiến. Phần thực chiến này của Sensei thì sẽ để cho thời gian các bạn mới nhớ dừng lại để chúng ta làm trước, rồi chúng ta hãng xem video tiếp mọi người nha. Hai, trong phần thực chiến này của chúng ta thì mình sẽ có và đề thi thật của chúng ta là đề N1 tháng 7 năm 2013. Hai, và chúng ta sẽ cùng với Sensei vào câu hỏi luôn, chúng ta chụp lại màn hình câu này ạ. Phần nội dung này cô đã để sẵn cho mọi người phần đáp án rồi nhé. Mọi người có thể chụp lại màn hình của mình làm. Mọi người dành khoảng 3 phút, mình dừng lại video, mình dành 3 phút để chúng ta làm thử của Sensei ạ. Ok, rồi đã hết 3 phút, không biết là mọi người đã làm được bài này chưa? Mọi người nhớ comment đáp án cho Sensei biết nhé. Hay, rồi bài này của chúng ta sẽ chưa như sau, tên mình đặt câu hỏi trước. Nó bảo là cái bài văn này thì nó đang viết về cái gì ạ? Cũng đang hỏi về nội dung chính của bài, đúng không? Và bây giờ sẽ phân tích qua học Sensei giữa đáp án 1, 2, 4 nhé. Câu 1 đang nói về việc là gì? À, cái sự khác nhau, đúng chưa ạ? Cái sự khác nhau trong cái cách cảm nhận đối với côn trùng của người Nhật Bản và người Âu Mỹ, rồi của người châu Âu đấy. Tiếp ạ, câu 2 là cái cách nghe âm thanh của côn trùng khác nhau giữa người Nhật Bản và người Âu Mỹ. Câu 3, cái sự khác nhau trong cái cấu tạo tai của người Nhật Bản và người Âu Mỹ. Và cuối cùng là cái sự khác nhau trong cái cấu tạo của não của người Nhật Bản và người Âu Mỹ. Được chưa ạ? Bài này sẽ thấy là khá khó đấy. Thế chúng ta xem là áp dụng cái kiến thức vừa rồi mình vừa học vào chúng ta có thể sở hữu bài này không mọi người nhá. Hai, rồi ạ, đây ạ, đây chính là bài của chúng ta. Các bạn nhớ là nhớ gọi là gì nhỉ, trong quá trình làm có thể kẻ cái bảng giao học sinh nhá. Và với phân tích vừa rồi của chúng ta trong phần đáp án thì mình có hai cái keyword mình quan tâm, đó là phần Nihonjin và phần số 2 của chúng ta chính là phần người Âu Mỹ. Ở đây cụ thể của chúng mình là Seojin, đúng không? Vậy thì theo nội dung vừa rồi, Sensei sẽ cùng các bạn khoanh vào tất cả những nội dung nào là chính mà chúng ta nhìn thấy ở trong phần nội dung bài mà mọi người vừa làm trong phần so sánh nhá. Đầu tiên ạ, ngay từ phần đầu tiên mọi người làm bắt đầu từ phần Akinoyoru. Đến đoạn này là chúng ta chưa xuất hiện gì nội dung gì nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ câu này trở đi cô đã có cụm từ là Nihonjin wa. Tiếp theo ạ, sau khu vực Nihonjin wa chúng ta nhìn thấy tiếp tục ạ, sa ra ni Nihonjin wa. Và ngay lập tức xuất hiện một từ siêu quan trọng là từ Ippo.
Mình biết cái từ ipo trong câu này có nghĩa là mặt khác, tức là họ đang có ý so sánh trong nội dung này. Và ngay phía sau phần ipo chúng ta sẽ có cụm từ seojin là người Âu Mỹ. Vậy thì thông qua đó chúng ta thấy là bài văn này từ đoạn đầu đến đoạn sau họ đang cố tình so sánh cho mọi người giữa hai cái việc mà người Nhật và người Âu Mỹ họ khác nhau về cái gì. Và sau đây mình sẽ dựa vào hai câu này để mình biết xem là nội dung mà ông tác giả muốn nói là gì nhá. Đầu tiên ạ, đó là người Nhật ạ. Có ngay câu đằng sau là Mushino koe o kokoro chiyoku kanjite iru. Người Nhật thì cảm giác hoặc là cảm nhận cái tiếng của côn trùng thì khá là thoải mái. Vậy thì rõ ràng là trong câu này mọi người thấy là keyword xuất hiện đây rất là kinh khủng là cụm từ Mushino koe. Và mọi người quay lại ở trên dây và phần đáp án vừa xong mình vừa phân tích đi ạ. Trong phần đáp án này mọi người nhìn thấy không ạ? Ngay câu số 1 cô sẽ có cụm từ là đang so sánh sự khác nhau trong cách cảm nhận đối với côn trùng. Thì rõ ràng câu 1 này nó sẽ loại luôn mọi người nhá. Đó, mọi người thấy là ngay câu 1 là sai luôn. Vì mình đang quan tâm cụm từ là Mushino koe. Được không ạ? Hay, tiếp tục ạ, chúng ta sang nội dung số 2. Sau phần ipo người ta nói là người Âu Mỹ thì người ta chỉ nghe những cái âm thanh đấy như là giặt xương thôi, chỉ như là cái âm thanh gọi là tạp âm thôi. Và một câu đắt giá nhất trong bài văn này mà sensei nghĩ là mọi người nên chú ý đó là câu hỏi tu từ ạ. Câu hỏi tu từ đấy là Onaji oto kiteru no ni naze ka? Tại sao hai người này cùng nghe một thứ tiếng giống nhau nhưng lại khác? Đúng ạ. Thế thì đây chính là keyword mọi người ơi. Nếu bạn nào mình quá tập trung, mình chỉ tập trung chăm chăm vào việc là mình dịch bài ấy, thì có khả năng mọi người sẽ không hiểu được tư duy phần này. Trong phần này tư duy của người ta đang hỏi một cái câu hỏi là lý do tại sao hai người này lại khác nhau. Vậy họ khác nhau cái gì ạ? Họ khác nhau về cách nghe đó mình nhá. Mọi người chú ý cho câu này ạ. Còn nội dung bắt đầu từ phần sau từ Nazeka là phần Ningen đến cuối đều là nội dung đang muốn giải thích cho lý do tại sao họ đang nghe khác nhau. Và cụ thể lý do là gì ạ? Người ta bảo là con người thì chia làm não trái và não phải, được chưa ạ? Trong đó thì họ sẽ thấy rằng là người Nhật Bản và người Âu Mỹ sẽ khác nhau ở cái việc nghe tiếng côn trùng thông qua não. Từ đó người Âu Mỹ sẽ nghe âm thanh của côn trùng thông qua cái não được gọi là não bên tay phải và là não về âm nhạc. Vì vậy cho nên là họ sẽ xử lý khác. Ngược lại người Nhật Bản sẽ nghe bằng não trái nên là não ngôn ngữ, nên họ sẽ nghe ra thông tin khác. Túm với quần lại là người Âu Mỹ thì họ nghe với tư cách là âm nhạc, còn người Nhật thì lại nghe với tư cách là khỏe, tức là giọng nói. Chính vì vậy nên là sẽ có sự khác nhau và lệch về hai cái cách nghe. Thông qua đó chúng ta sẽ chốt được đáp án trong nội dung này. Mọi người đã chốt được đáp án chưa ạ? À, nội dung câu này chắc chắn đáp án số mấy đây ạ? Đáp án là số 2 mọi người nhá. Ai, đây chúng ta nhìn này. Câu này chính là cách mà chúng ta có thể nghe được âm thanh của côn trùng. Còn trên đây đoán là có nhiều bạn đã comment đáp án là đáp án 4. Nhưng mà nói luôn là câu 4 này chúng ta có đến dịch rồi, là sự khác nhau về cấu tạo. Shikumi là cấu tạo hoặc là tổ chức, đúng không ạ? Sự khác nhau về cấu tạo hoặc là tổ chức của não. Nhưng mà con người mà ai mà chẳng có hai bán cầu não là não trái não phải. Nếu mà người chọn đáp án 4 ấy, có nghĩa là người đang muốn nói là người Nhật thì có cách cấu tạo não khác, mà người Mỹ sẽ có cách cấu tạo não khác. Chúng ta là con người đều có não giống nhau mọi người nhá. Vì vậy nên là câu 4 này nó sẽ không đúng với cả nội dung chính của đoạn văn, được không ạ? Hay, và các bạn có thể tham khảo cái phần bảng sơ đồ mà sensei có kẻ trên này ạ. Thì nội dung này vì là nội dung mà để cho các bạn tự làm ở nhà nên sẽ cho mọi người xem về cái bảng sơ đồ thôi. Các bạn có thể chụp ảnh lại màn hình này để chúng ta về so sánh lại trong cái bảng sơ đồ của chính mình mọi người nhá. Hay, chúng ta sẽ có thông tin như sau ạ. Đầu tiên chúng mình sẽ có Nihonjin sẽ là gì ạ? Là có thể cảm nhận một cách thoải mái này và phân biệt được âm thanh này. Thứ hai đó là người Nhật thì chúng ta sẽ nghe cái âm thanh côn trùng như một giọng nói. Và cuối cùng là người Nhật sẽ nghe và xử lý âm thanh côn trùng bằng não bên tay trái và cụ thể là não ngôn ngữ. Ngược lại thì bên này chúng ta sẽ có người Âu Mỹ sẽ chỉ nghe được như một tạp âm. Họ sẽ nghe với tư cách là một âm thanh và từ đó họ xử lý bằng não bên tay phải, tức là não âm thanh, à âm nhạc. Và các bạn thấy là phần nội dung đuôi cuối cùng này, Sensei để một cái từ rất là quan trọng là từ Genning ạ. Nó chỉ là nguyên nhân của ý chính thôi lớp mình nhá. Đây chính là cái sơ đồ chính xác mà các bạn có thể kể ra, và trong sách của chúng ta các bạn nhìn thấy đã có cái phần sơ đồ này rồi. Rồi và cuối cùng chúng ta sẽ đến phần Matome. Phần Matome này sẽ Matome lại hết cái nội dung mình vừa mới học từ nãy giờ. Thì từ nãy giờ chúng ta đã học cái phần tai hi với là so sánh. Trong phần này cô chỉ mong các bạn sẽ chú ý hộ Sensei vào hai ý ạ. Ý số 1 chính là các cái từ ngữ thể hiện sự so sánh, được không ạ? Katsute là ngày xưa này hoặc bây giờ này, trẻ con hoặc người lớn này, hoặc là xê sinh là tinh thần, và
và Nikutai là thân thể hoặc là kiểu cơ trên cơ thể mình á. Và ngoài cái phần liên quan đến từ mà nó khác nhau ra, chúng ta phải quan tâm đến Hyogen ạ. Hyogen tức là các cái cụm từ hoặc là cách diễn đạt mà nó có mang ý trái ngược mọi người nhá. Và ở đây chúng ta thấy là có các cái Hyogen như sau: một là Shikashi này, là nhưng này, Đà Gà cũng vậy này, Tokura Gà cũng là tuy nhiên này, và Ippo chính là từ mình vừa gặp ở trong bài trước, có cụm từ là Ippo, mặt khác thì thế này, mặt khác thì thế kia, đấy nhé. Và có từ là Hanme, đây là phần tóm tắt và mà Tome để cho các bạn có thể chụp màn hình lại để chúng ta lưu giữ bộ sensei cái nội dung này nhá. Đây là phần cuối cùng trong cái phần video clip ngày hôm nay và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã lắng nghe ạ. Hãy comment ngay Hokkai ở dưới video này để nhận được voucher khi đăng ký khóa học nhé.